Será bem, né? Esse tempero do vietnamita, né? Oba! Em một vừa vừa này ai ăn hết lại một tiệp chứ không lê lê. Thật. Nhiều quá rồi, đầy quá lê. Đồ mà. Wow. Cho vào cho mọi người luôn. Wow wow wow. Tiếp bữa qua đi mà festa nè. Ừ, wow. Nhìn như ăn tiệc luôn thầy. Đúng rồi. Nhìn như ăn tiệc luôn. Agora tudo leva só prato, porque aqui cada pessoa que leva prato. Cada pessoa pega só o seu prato assim. Para verificar o que resta. Ah, que resta aqui dois. Hein? Já. Dá conta. Tu tu bom, fez. Cuidado para não pisar o molho, já. Não, espera, espera. Muito obrigado. Sim. Estamos numa lavra nova. Sim. Precisamos mesmo da vossa ajuda. Ah, é. Sim. Certo. Não para por aí. Também. A gente sempre estamos a contar convosco. Também, papai. Muito obrigado mesmo. OK. Precisamos muito ajuda. Ajuda mesmo o bolso. Tá bem. Sim. Yeah. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Linh Đòi Vlog Quốc sản ở Châu Phi. Hiện tại hai anh em có mặt tại bàn anh Dũng nha mọi người. Tại nóng trại mới của anh Dũng nha các bạn. Đấy. Thì anh em chúng ta bung đồ ra đúng không? Hôm nay là hai anh em sẽ nấu ăn một bữa tại bàn của anh Dũng nha các bạn. Đúng và rồi. Cùng kèm theo đó sẽ có thêm cả nước chanh nha các bạn ạ. Đấy, để anh em mình đem nước đấy để làm nước chanh cũng như là nấu món thịt gà sốt cà chua nha các bạn. Đấy. Ok. Ở trong này là nguyên liệu rồi. Đúng rồi. À, mọi người làm kia, ở dưới kia làm đã làm nha mọi người. Ok. Ok, ok. Mọi người đang làm ở dưới kia. Đúng rồi. Anh Dũng cùng ở dưới kia, còn anh Đông đang nhân chỉ đào bên này sao ấy. Anh em đem đầy đủ tất cả luôn. Đấy. Ui. Thịt gà ụp gia vị ụp đầy đủ đấy. Từ ở nhà rồi. Bỏ lên đây. À, và... ôi trời kia. Rồi bế lại đâu à, giấy kia được. Yeah. Ok, oh, mát hề, mát. Oh. Đấy rồi, đấy, nước. Lấy thêm. Lấy thêm, lấy thêm. À, anh Dũng và anh Đăng đang ở dưới kia. Ở dưới kia. Đấy, bên này đã lành nhá các bạn. Đấy. Ok, ok. Đấy. Giới thiệu quá món ăn cho mọi người biết hết đâu. Yeah, yeah. Bon dia, bon dia. Yeah, đấy. Có thịt gà. Thịt gà. Đấy, ướp rồi nha các bạn. Quá thơm các bạn ơi, quá đấy, thơm. Ướp rồi. Đấy, và trong này có cả cốc và đường đấy. Để đường đấy. Đường đấy. Ngực mà đấy. Trong này có cái gì nhà biết? Cà chua. À. Đấy. Ok. Rồi chắc dìa thôi. Dìa với cáo tí nữa để cho mọi người uống nước đá nha các bạn. À, nước nước chanh, nước chanh đường. Đấy. Thì bây giờ là anh em mình sẽ đi lại. Ủa, anh Dũng đấy đi. Đấy. Đâu? Đấy, anh Dũng đấy. Thì ta bê nguyên liệu nấu ăn tháng trước ấy. Dạ. Để điệp cắt cái này đấy tí nữa ta. Cá này. Đấy. Mọi người. Cốc này. Mọi người chứ biết đâu mọi người. Đâu kia có một chị đang nhôm lửa rồi. Nhôm lửa rồi nha mọi người. Không biết chị này là nở chi chi. À, tí nữa. Ngố. Hả? Nó bột ngố vậy. À, chắc chắn. Đừng có nói về các chị là mọi người ta nấu ăn. Dạ, dạ. Lúc nào trưa mọi người lấy là mọi người ăn luôn thôi. Dạ. Ok. À, à dạ. 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 Bình tĩnh anh đang à. Anh ạ. Ok. Hôm nay có món gì đâu? Có món thịt gà sâu. Chà. Gà sốt cà chua. À, gà sốt cà chua, đúng rồi. Tuyệt vời luôn này. Đẳng cấp. Chào các bạn nha. Hey, cảm ơn Linh Đâu hôm nay là đến tiệc này. Dạ dạ dạ. Nấu ăn cho bản Bám Ba mọi người. Dạ vâng. Hôm nay là bên bản thì đang Linh Đâu mình đã hướng dẫn sán thêm mặt bằng cũng như là để cậy. Còn một nhóm thì cũng đang làm trong khoảng. Không, anh để đấy luôn thì ta tới đây gia vị. Dạ. Vậy thôi bây giờ nấu để anh chuồng anh làm. Dạ dạ. 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 Dư vợ tạm thời nấu ngoài thôi. Tại vì cũng chưa làm nha. Dạ đúng rồi. Đang xay đi. Dạ dạ. Đây là anh em đang xay nhà bếp.
Dạ, chào vâng. Trẻ đi. Dạ. Không đậu ăn thừa cho cả kiểu đây luôn. Dạ vâng. Ok. Dạ. Phải làm việc theo nhóm mọi người ạ. Nhóm như vậy thôi. Dạ. Thế thì bây giờ ta bê đồ ra nấu cho đi thôi. Dạ. Chịu khó nấu được nặng thế nha. Dạ, dạ vâng. Dạ vâng. Không, okay. Không sao, không nấu sao. Nấu được nặng đồ ăn mình ngon. Cái nó đều không được. Đúng rồi. Ok nha cả nhà. Lindo hai anh em sẽ nấu ăn nha mọi người. Anh em bắt đầu nấu ăn nha các bạn. Đây là có hai chị nấu dạ xí phui ra bột ngô. Nấu bột ngô. Wow, nhiều ơi. Nhiều. Đấy, gần được các bạn. Đấy, đến đâu có hành đấy đảo hành một tí. Đây. Okay. Đây là cái này ta đảo hành cho dày đi. Đấy đây đi nó đi, cái này đi. À dạ. Đấy. Bỏ tomato vô lên đó. Dạ. Chắp bột chắp bột. Tắm phải chưa? Rồi các chú bỏ hết luôn. Đấy. Nói lại nước mắm đồ mới tí nước mắm vào đây đi. Rồi. Để cho thơm nữa. Má nà về. Hai chị này ngài vậy. Tạm về cô nhá. Về cô nhá. Thơm nó gió thổi xuống ghế thơm lắm ấy. Đúng rồi. Đợi đổ ga vào đi thôi. Đổ ga vào. Đấy. Một tháo ga đó nhá các bạn. Thoải mái luôn. Ui giời, một nồi luôn rồi. Sẽ cười anh ấy. Hai chị này ngài rồi. Ngài hai anh em mình. Để cho nó đào một tí. Phải để đẹp đào cho được. Tí nữa mới nếm nếm gia vị vào. Gà nó có ướp tỏi đấy chứ không. Ngon này. Bữa tôi cuya đó. Mấy bữa tôi bút cà đồ ào quá nhá. Đập bôi mệt tê. Đấy thì à, nóng trái dùng vừa mới làm. Hả? Không mời tay à? Không, bình thường mà. Đấy, thơm mùi tỏi đấy. Đây. Hoặc để bỏ thêm gia vị nữa. Đấy. Gia vị anh em chuẩn bị đây rồi. Có thêm mà. Muối này. Đấy là sa lì. Sa lì ăn gô là một thiên này. Dạ. Cho mặn cho ngon. Đấy. Đấy, Asino. Sa lì Việt Nam ấy, Asi sa lì Việt Nam vậy ta. Đấy là súp Việt Nam nhé các bạn. Bột ngọt à súp. Đấy. Đấy, và thêm một ít nữa. Không lạt đấy. Tí nữa đổ thêm nước vào. Dạ. Asi mì chính. Đấy. Sa cái mì chính eo caldo di Việt Nam ấy ta. Dạ. Bỏ thêm một tí nước mắm vào cho thơm. Yeah, amana poi fermenta. A girare. Ok. Đấy, để cho chị thêm đau một tí. Ngon thì sẽ ra bên. Sẽ ra bên. Tí nữa ta bỏ có hành lá lên đó nè. Tí ta bỏ. Sino fuori dalla cipolla. E poi quando ti fica già pronta e a quella di cebolla con mette un timo. Già. Ok. Dai lai un tí. Dai. Ora vamo stampare. Stampare. Già.
Ok. Đấy, thì anh dùng cũng có nấu bột ngô rồi nên anh em mình không đem cơm vào để nấu đâu bạn. Đấy. Thật. Sẽ nấu chắc gà thôi. Chín rồi thì bỏ hành vào. Dạ. Bỏ hành vào phía trên một tí. Đấy, đây rồi. Yeah. Cho thớp. Nó tuyệt vời luôn. Em hành lá nhé các bạn. Ok. Ok. Dạ. Ta đi thôi. Nấu xong rồi. Dạ. Dạ dạ. Cuộn lại cho đàng hoàng không cầm nó phỏng thấy đấy. Dạ. Đấy, như vậy, như thế là. Được chưa? Đi, let's go. Okay. Nồi gà siêu ngon. Nồi gà thật ngon các bạn ạ. Okay. Ok. Ok. Chúng ta kéo nồi phối sang lên để bên đi múc thịt xong là bỏ lên trên bàn luôn. Dạ. Cả hành. Chúng ta bê 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 quạt. Nóng ghen đi. Kéo. Vậy. Dạ, bê bê ra bê ra. Dạ. Đây, đến đây. Đó. Yes. Dạ. Ok. Ok, ok. Panu taki. Aki tiêu panu. Mana? Upanu. Ta là múc xong ta để lên bàn chỉ gọn gàng cho mọi người lên để lên chỉ có lấy ăn nữa thôi. À đúng rồi. Cho khỏe. Đúng rồi. Thì lại cả. Dạ. Đôi mana về. Dạ. Tao. Hai chị múc phui, để lên đôi là múc thịt. Để tất cả. Dạ, có cái đá đây. Ui khỏi này. Ô, có thêm ha. À là hành quá đẳng cấp nha mọi người. Anh em mình sẽ múc luôn okay. Như này. Đấy. À trước máy máy. À ok ok. Ui, ok. Na, ino mete espaço para meter a carne. Ya mana. Y esa otra mano comienza a receber. Métela ya. Mai, hai mai. Hai miếng, hai miếng. Hai miếng. Ok. Đấy. Cho. Đẳng cấp. Tí nữa thiếu thì lại bỏ thêm. Bỏ thêm đúng rồi. Đấy. Tí nữa thừa cho thừa ta lại bỏ thêm. Ok ok. Yeah. Yes. Tuyệt vời đó. Dạ mang à. Mấy tên cũng mấy giờ chứ. Đấy. Mình sẽ múc. Đấy có chi sẽ múc. Phúi. Anh em mình sẽ tranh thủ là múc okay. Thịt. Ok. Múc xong là gọi mọi người lên thôi. Đúng rồi. Là ăn thôi. Đấy. Anh em mình nấu nhiều nhiều nước. Phúi này còn được ăn mình ngon các bạn ạ. Thật. Đấy. Ok. Yes. Rất là nhiều luôn. Ui trời ngon hề. Đầy óp luôn. Ngon hề. Ngon chape pa luôn hề. Yes. Đấy, mấy tên bên mê giả chứ. Dạ. Tính thêm thịt ta lại múc thêm. Đúng rồi. Như là múc tương này để cho ai cũng có phân nè. Thật. Phúi rất là nóng luôn. Bột ngô rất là nóng luôn. Yes. Ok. Ok ok. Rất là thơm. Một nồi thơm cực kỳ luôn. Có cả gia vị đầy đủ hết. Đây gia vị, có đây gia vị Việt Nam rất là thơm luôn. Ok. Ngon hề. Sẽ ra bên ấy. Ese tempero de Vietnamita, né? Oba. Em múc vừa vừa này ai ăn hết lại múc tiếp chứ không lên lên. Thật. Nhiều quá rồi, đầy quá rồi. Bị đổ mọi người. Bị đổ ra ngoài đấy. Ok. Chia cho mọi người. Đấy, ở trong nồi hết sạch luôn nhá cả nhà. Đấy, đấy có một tí ta. Bàn dài từ trên đầu, từ đầu xuống dưới cuối luôn này. Ok. Dạ, mà nào cho DVD kê. Cú lê, kê gà phù nhá. À, đấy. Cái gì, cái bột ngô đang còn nhá mọi người. Đấy, đến nói lại dạ, yeah, cái là ta mình tên. Dạ. Chia okay. Wow. Bài, cho vào cho mọi người luôn. Wow wow wow. Tiếp bữa qua đi mà festa nè. Ừ, wow. Nhìn ăn tiệc luôn thôi. Đúng rồi. Nhìn ăn tiệc luôn. Đấy, anh Dung vậy kia cũng đang làm vậy kia, chắc cái Vinh tí này sẽ gọi anh Dung xuống. Thật. Rồi anh Dung cho tín mọi à. Người nghỉ tại thôi. Tí nữa ta pha nước chanh đúng không? Tí nữa pha nước chanh nữa mà. Thật. Cho mọi người ăn cho thoải mái một tí là mình sẽ pha nước chanh thôi. Yes. À, xin chào tên đấy.
Đấy, chia ra cho thoải mái đấy. Đấy. Quá là nhiều. Wow. Đây. Tuyệt vời luôn Lindo ơi. Đẳng cấp. Như phép ta wow, luôn. Wow, ok. Như có tiệc luôn. Đúng rồi. Đấy. Đấy, một bàn dài tới đâu đến cuối luôn. Đấy. Ô hồ, đẹp lắm ê. Quá đẹp luôn, lên rồi. Yeah. Dạ, dạ tỉnh đấy. Photo. À, photo của liền. Mà như này là chỉ được mọi người vào rửa tay là chỉ có ăn thôi. Kê, phát là kê. Dạ, kê. Dạ, ok, sao cô ra. Dạ, mà nãy chị tôi đã đưa nó kê nó một cái tù chá. Sí. Yeah, mosca. Mosca. Sí. Ya. Yeah. Eu vai chamar no que é trabalhador lá embaixo. Sim. Sí. Eu vou lá embaixo. Mọi người đến. Đi thôi. Ok. Đấy. Vừa cái. Anh Trung ơi. Xong. Đúng rồi. Vừa cái lửa xong. Kéo. Anh Trung ơi. Dạ. Yeah. Kéo đi. Anh Trung. Anh Trung ơi. Đấy. Anh Trung đâm cái gì. Anh Trung ơi. À, không nghe, kéo từ xa là không nghe được. Một bàn dài luôn kìa. Wow. Tuyệt vời luôn. Đẳng cấp mấy chục rẻ. Đầy. Này em mình đã một bữa tiệc thật ngon luôn này, nhìn như tiệc luôn này. Thật, gia vị thơm có kỹ luôn. Anh Dũng ơi. Ôi. Mọi người đã làm xong chưa? Đã xong rồi. Dạ. Em và Diệp cũng nào đã xong rồi. Đấy. Chia cho mọi người xong rồi. Dạ, mà nào vậy là vào màu nhá. Tôi đưa vào là vào màu. Là vào bên hình màu. Dạ, mà nào là vào bên hình màu. Bạc trường thổ nó đấy. À. Bạc trường thổ nó đấy. Dạ. Dạ, xong rồi. Đấy, ui, đẹp hay. Dạ. Cái đẹp chưa? Quay cái lửa đi thôi, ngoài như này. Phải. Anh nhìn, anh mira aquí para ver cosas. Ah, okay, arroz ahí, familia que está, eso que está trabajando. Anh đâu cũng phải làm lại kìa. Phải. Yeah, então toda gente aqui. Sim. Vamos lá lavar mão. Vamos lavar mão para almoçar, almoço bom que está lá. Nós cozinhamos, eu e o Diepe. Tá bom. Já repararam no mesa já? Já repararam no mesa agora, mas Já está. Tá bem. Yeah, mas agora só falta pouco, vai terminar já isso aqui. Já, tá bem. Sim. Já está para acabar. Sim. Já está para vir, já está no nosso lado. Sim. Acabamos aí. Já, sim. Não falta muito. Tá bem. Já. Em lấy pha nước chanh nữa. À, pha chanh luôn đi, đúng rồi. Pha chanh luôn. Em pha nước chanh luôn. Dạ. Ok. Rồi, tại giờ lên pha nước chanh nha mọi người luôn. Dạ. Thì bây giờ là hai anh em pha nước chanh đường nha mọi người. Mọi người giờ kia cũng lòng chắc cũng cân hết rồi. Thật. Như còn một tỷ nữa thôi mà. Nhưng nó nhanh chanh ngon lên đi thôi. Chanh rất là nhiều nữa. Nằm một số này cho nó tỷ cho mọi người ăn phạt nước chanh cho mọi người luôn. Đấy. Trời nặng nọng như này là có một cống nước chanh quá là tuyệt vời luôn. Quá đẳng cấp. À, nên đâu thôi. Dạ. Yeah. Nước ấy. Chanh mình cũng rửa cho sạch rồi nha mọi người, sạch rồi. Tại anh em rửa sạch xe cả rồi. Đúng rồi. Để làm cho sạch. Ok. Ba chai nước đấy. Làm hết cả một kẹt, anh em mình sẽ làm thêm một kẹt nữa đấy. Nó cũng thoải mái lắm mà. Đấy. Ok. Làm cho ngọt ngọt một tí nước đã tán là vừa khéo. Nước nhiều ơi. Nhiều lắm. Nặt nhiều lắm. Đấy, mọi người đang di chuyển lên dần đấy. Là vừa đẹp đấy. Đúng rồi. Ta làm nhanh. Đấy, cho mọi người ăn uống trước thôi. Thì mình rót nước chanh cho mọi người đấy. Đúng rồi. Ê.
bỏ một từng cái đường cho ngon, cho một ngọt một tí. Chắc chắn rồi, thấy một trái nữa đấy nọ. Dạ. Đấy, mọi người đang đi lên. No. Đâu rồi nhỉ? Cái quậy đó đấy nó cái nhựa cái môi quậy đó đấy. À, à cái này. Cái à. Cái gì mà quậy phúi đấy. À, ok, mày sẽ đi của ta lên phố nào? Không, cái cậy điệp này mày đưa đây mà. À, ok rồi. À... Điệp ở trong này. À, ở đây, đây. À, đây này. Ừ. Ôi giời ơi. Ừ. Rồi đi đâu đây cái này cho đang hoa nên nó yeah. Đưa bây giờ. Dạ. Yeah. Anh Dũng ơi, nhanh lên. Đấy, mọi người lấy rồi. Mọi người lấy rồi. À, mọi người rửa tay nhá, mọi người. Rửa tay. Wow, cha bê ba luôn. Cha bê ba. Đấy, nắng như thế này uống nước chanh cũng có đá. Đập đá vào đi nè. À đá. Đá ok. Đây rồi, đây rồi. Này là cái dao tỏi, chè chè. Yeah. Tu du pau vô senta cho ya. Yeah, de bagarinho. De bagarinho, senta bê de bagarinho, já. Ok. Bây giờ bỏ thêm nước và đường ấy. Bỏ thêm đường ấy. Ừ, bỏ thêm nước và đường. Bỏ thêm nước luôn, bỏ thêm một cái nước. Dạ dạ. Đường thì nó bỏ với cái này, tí nó hết mình phá tiếp mà. À đúng, à, đúng rồi. Thật thật thật. Por salar ya, por so sen. Isso. Criança mais pequena, por so peso. Dạ. Mas é assim é com esse comida aí, cuia. Thì bây giờ là nói với hai ông. Dạ, à papás, então nós hoje viemos aqui para fazer esse tipo de comida. Chama-se chetga nuk shot cachua, não? Shot cachua, gá shot cachua. Esse aqui é o tipo de prato que nós fizemos hoje. Mas não levamos arroz porque o chef Alex já estava a fazer já o funs, o trabalhador aqui. Sim. Então é só falar assim, moi kak ban an aqui na câmera. Todos com um grito, moi kak ban an aqui. Fala, moi kak ban an. Então, temos mais também o sumo de limão. Tá bom. Sim. Com gelo. Tá bom. Mas olha, vamos. Vale, vem eu dei. Tá bom, direi, sem coisa de não, tá ligado? Agora tudo leva só um prato, porque aqui cada pessoa, cada pessoa que leva um prato. Cada pessoa pega só o seu prato assim. Para verificar o que resta. Ah, que resta aqui dois. Hein? Já. Não conta. Deixa eu botar feijão. Cuidado para não pegar o molho, já. Não, espera, papai. Já. Os pratos que resta no meio aí. Já. Para outra pessoa comer. Você viu, né? Já, meu. Yeah. Ah, resta muito? Ah, meu Deus, meu babai. Não, aí depois, queria... Một lần nữa đó, ai đổi anh thêm đi anh. Dạ. Chia nhau anh. Làm nhiều mà em làm. Người nhiều đi. Anh Dũng đem bao nhiêu gì em làm hết tới chia luôn mà. Một trăm đi à? Làm cả mà. Đây có 60 người thôi. Mẹ tên bên. Nào, depois. Depois, dois pessoas, três pessoas, vamos comer. A parte assim. Tá bom, tá bom. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Đích lạc. Nhờ đích lạc giúp. Đích lạc giúp em tí. Tôi sẽ ra là linh nhà đấy. Anh đi giúp đỡ một tí nhá. Giúp đỡ. Ok. Dạ, bốn mẹ. Ta chia chia nước ngọt chia nước sumu cho mọi người đúng không? Dạ. Đấy, Aranola. Đấy, đem cho mọi người nhá. Xin. Đấy, để cho qua đây. Xin. Ui dạ. Ok. Đấy. Cho mọi người cầm cốc. Ta đổ thôi. Đích lắc rọt đấy. Aranola bê, bê đi. Dạ, dạ. Is. Is. Cua, cua. Cái gì đến đâu nào cái gọi là mình về ăn một miếng thôi. Ok. Gà nấu sốt cà chua. Cua, bảy. Is. Ôi chưa bán qua mấy bê chỉ cho bê chỉ. Sumu. Sumu. Ô cụ bán đồ là có vào vào yo. Đây. Cụ anh không? Đây đây. À có bạc thật hơn. À đây đây đây. Vô, vô, vô đi. Muito obrigado. Aqui, sim. Tipo como? Một hai ba. Một hai ba. Dạ, vô. Vô. Um, dois, três, yo! Ué, saúde! Eu tenho uma aqui? Já, aí dá outro, não tem? Já, tá aqui. Saúde! Saúde, saúde, saúde! Já, boa saúde! Já! Ô, já, agora! Vai dar um banho de chave! Ah! Dá uma criança? Já, tá aqui!
Scop, divide scop. Cop. Essa maneira de passar mais rápido. Yeah. Sim. Depois no meio aqui, né? Vamos só tipo, o três pessoas dividir um prato assim. Pra comer. Pra acabar. E Adriano, vai dividir. Tchau, bana. Não, não. Oi, vai com o hangar de tua pandula. Tchau, pandula. Umbundu acho, não vai. Obudu acho, cara, vai te ter. Umbundu acho, cara, uye vite. É, nyanga na nyanga. Umbundu é? Cari acho, vai com o sapo e meu gungueti, o tchoto. É, né, o atendim, o gato, o vava. Vamos, mano. Ocho no ringet igualmente. Ya, usted me da me. Đầy đủ luôn mọi người. Vừa ăn thì một có một cốc nước chanh uống thì tuyệt vời. Con mẹ đẹp bôi trabalia mai nhá. Amen. Ăn xong phục trabalia. Ăn chấm được cái tiếp. Đẹp bôi một tên mà rose. Si trabalia một bên một tên mà rose. Amen. Ok nha mọi người. Để cho cả mọi người ăn xong. Đấy, thì bây giờ là hồi cảm giác của bác như thế nào nha mọi người. Ya, tio Marti, mas tio Matias, como é que está sentindo a nossa comida, a nossa refeição de hoje? Está muito bom. Ok. É uma comida que, epa, nada, nos agradou. Certo. Nos agradou. Esse aqui sim. É o sabor do vietnamita, tá. Porque também temperamos com o tempero do vietnamita. Tá bom. Muito obrigado. Oi, cabeba! Cabeba! Muito bem. Cabeba! OK. Muito obrigado. Sim. Estamos numa lavra nova. Sim. Precisamos mesmo da vossa ajuda. Sim. Certo. Não para por aí. Tá bem. A gente sempre estamos a contar com vós. Tá bem, papai. Muito obrigado mesmo. OK. Precisamos muito ajuda mesmo vossa. Tá bem. Sim. Isso de trabalhar, nós não temos problema. Certo. Vamos trabalhar e estamos a aprender muita coisa com vós. Sim. Por isso que muito obrigado mais uma vez. OK. Muito obrigado. Ok, để cho mọi người ăn xong và nghỉ ngơi thì đi làm luôn. Toda a gente, agora vamos acabar de almoçar. Depois vamos descansar um pouco. Sim. E para contar, para dar a continuidade no nosso trabalho, não é isso? Okay. Então, bom apetite de toda a gente. Tá bem. Ok. Obrigado. Obrigado, Anha. Muito obrigado. Ok, chắc là video này xin phép cả nhà. Chắc video này kết thúc chương trình tại đây. Mỗi ngày thay video này hãy thay ý nghĩa và đăng ký kênh Linh Đô về lô cuộc sống của châu Phi để ủng hộ hai anh em nha. Chào các bạn. Ok, vamos comer já. Em temperado, tem que lavar, guarda no sopa já. Vamos descansar um bocado. Certo. E voltar de novo no trabalho. Certo. Sim. E depois também com os copos. Sim. Como que não vem, né? 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 Não vem, né